chào quý khán giả đang theo dõi bản tin gò dầu của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính. Gò dầu hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Ngày 26 tháng 6, huyện Gò Dầu tổ chức lễ mít tinh diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh Giang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Tại buổi lễ, bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu phát biểu kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống ma túy, đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, tạo thành phong trào phòng chống ma túy rộng khắp trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, tình hình mua bán sử dụng ma túy trên địa bàn huyện Cầu Châu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Với nhiều biện pháp đấu tranh triệt phá ma túy được triển khai như chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp, giáo dục trang đe và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm góp phần xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, trường học không có ma túy. Ngay sau lễ phát động, cán bộ công chức đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang huyện Cầu Dầu tham gia diễu hành qua một số tuyến đường chính trên địa bàn huyện, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, và tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy để lùi ma túy ra khỏi cộng đồng xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, ước tổng giá trị sản xuất đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 806 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt hơn 28.500 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 490 tỷ đồng toàn huyện có 8 trên 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm là gần 171 tỷ đồng, đạt hơn 72% so với dự toán của tỉnh. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp ban quản lý dự án huyện và Ủy ban dân các xã thị trấn để nhanh triển khai các dự án đầu tư công. Từ đó, các hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản được phê duyệt đúng thời gian quy định, công tác phân khai vốn kịp thời, phù hợp với khả năng thực hiện và nhảy ngân vốn trong năm. Tính từ đầu năm đến nay, huyện đã triển khai thi công 63 công trình xây dựng cơ bản mới, ước khối lượng thực hiện là gần 84 tỷ đồng, đạt gần 47% kế hoạch. Trong đó, công trình vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 49 công trình, 14 công trình vốn ngân sách huyện. Trong thời gian tới, ban quản lý dự án sẽ cử cán bộ bám sát các công trình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong những năm qua, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, xử lý rác thải nhựa. Hiện nay, tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn xã Phước Đông được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt trên 90% để thực hiện tốt các chỉ tiêu trong tiêu chí 17 về môi trường. Ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện cam kết không thải bỏ chất thải nhựa trực tiếp xuống hệ thống thoát nước ao hồ kênh rạch, thực hiện thu gom tái sử dụng nhựa, chế tạo các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình hoặc bán lại cho các cơ sở thu nhựa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Dầu tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cho các huyện Gò Dầu, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng. Theo đó, các đại biểu được hướng dẫn một số nội dung cơ bản về thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn nội dung xây dựng đô thị văn minh một số nội dung của Nghị định số 93 năm 2021 ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tiêu chí đánh giá hộ gia đình tiêu biểu toàn diện, ấp, khu phố và xã phường thị trấn thực hiện tốt cuộc vận động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gò dầu hôm nay mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin tiếp theo